nề hết rồi đó, lo sai hết rồi đó, thấy chưa? Sao vô hết? Đứng đâu à? Đứng ngoài sao mới được. À, bữa nay lên trước bà cố hả ta? Trời ơi. Hàng cột rồi đó quý vị ơi. Còn cái lẩu nữa hả? Rồi nghỉ mệt chút xíu đi ăn tiếp. Đây cháu cố đây. Rồi nghe tiếng mặt cố hết hồn chưa quý vị? À, bên này có cháu cố rồi đó nha quý vị.